Xin chào, chào mừng các bạn đang quay trở lại với Thế Kỷ 22. Tự sướng là xu hướng, là một thể loại mà các bạn trẻ đang rất yêu thích đúng không nào? Thế nhưng vì tự sướng mà bất chấp tất cả, vậy thì tự làm khổ mình rồi. Bởi vậy nói, vui thôi đừng vui quá. Có những pha vì tự sướng đam mê đến nỗi mà đã đánh mất cả tính mạng của mình. Vậy ngay bây giờ, hãy cùng với Xu Hương điểm qua những pha tự sướng đến nỗi mất mạng ngay sau đây nhé. Những trường hợp tử vong vì mê tự sướng. Bị nước cuốn vì tự sướng gần sông sâu. Vào tháng 7, mới đây tại Ấn Độ, một nhóm học sinh đã bị cuốn trôi bởi dòng nước mạnh dâng lên đột ngột trên sông Kosi khi đang vui đùa chụp ảnh tự sướng cùng nhau. Nguyên nhân được xác định là do các em đã xuống quá sâu ở lòng sông, nên khi nước dâng lên đột ngột, do đập nước Labua gần đó tràn xuống, các em đã dễ dàng bị nước cuốn trôi. Trong số 12 học sinh cùng nhau ra bờ sông chơi hôm đó, đã có 10 em được cứu sống và 2 em còn lại đều bị chết đuối. 4 tiếng sau đó, thi thể của hai em học sinh xấu số là Ali Khan và Zaili đã được tìm thấy và đem trả về cho gia đình. Ngoài ra, một vài tháng trước đó cũng ở Ấn Độ, một nhóm học sinh gồm 7 em cũng đã bị chết đuối khi một trong số các em vô tình bị ngã xuống sông trong lúc chụp ảnh tự sướng. Cả 6 em còn lại đều nhảy xuống để cứu bạn, nhưng cuối cùng tất cả đều tử vong. Cái chết của hai vợ chồng trước sự chứng kiến của con cái. Vách đá Cabo de Roca được xem là điểm cực Tây của châu Âu, nằm về hướng Tây Bắc của Lisbon, Bồ Đào Nha. Vào một ngày thứ Bảy năm 2014, một cặp đôi người Ba Lan đã đến đây để chụp ảnh và bị ngã xuống vực sâu rồi tử vong sau đó. Dựa vào các chi tiết điều tra, cặp đôi này đã chụp nhiều bức hình tự sướng trước khi bị ngã xuống biển. Có lẽ do không quan sát xung quanh và vì đứng quá gần với rìa vách đá, nên một trong hai đã trượt chân và kéo theo người còn lại. Tuy nhiên, điều đau lòng nhất chính là họ đã có hai đứa con. Và trong tai nạn kinh hoàng đó, nhân chứng chính là những đứa con của họ và một cặp đôi người Tây Ban Nha khác. Nhân chứng nói rằng, cặp đôi này đã không tuân thủ quy tắc an toàn và trèo ra ngoài hàng rào bảo vệ để đến rìa vách đá chụp ảnh. Ngay sau đó, người ta đã liên lạc với người thân của hai đứa trẻ, một đứa 5 tuổi và đứa còn lại 6 tuổi. Trong lúc chờ đợi người thân đến đón, chúng đã được trị liệu các sang chấn tâm lý trong bệnh viện. Selfie với súng và lỡ tay bắn vào đầu. Một người đàn ông ở thành phố Mexico đã chết trong lúc chụp một tấm ảnh tự sướng cùng với khẩu súng mượn của bạn đã lên đạn, nhưng anh ta không hề hay biết. Aguila, 21 tuổi, đã uống rượu say xỉn với bạn bè trước khi xảy ra sự cố khiến anh ta tử vong. Cảnh sát ở hiện trường nói rằng Aguila không hề biết khẩu súng đã lên đạn. Anh ta chỉ đang nghịch với cây súng một chút và định dùng nó chụp ảnh sống ảo trên Facebook thì đột nhiên súng nổ và bắn thẳng qua đầu của anh ta. Một người hàng xóm 67 tuổi kể lại rằng, tôi nghe một tiếng súng lớn, rồi sau đó lại nghe thấy tiếng người la hét, và đó là lúc tôi biết có người đã bị bắn. Tôi đã gọi cảnh sát ngay sau đó, và khi họ đến, họ phát hiện Aguila vẫn còn sống. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, anh ta đã chết trên xe cứu thương. Ham tự sướng khi lái xe trên đường. Vào lúc 8 giờ 33 phút sáng một ngày thứ Năm, một dòng trạng thái của cô nàng 32 tuổi Connie Stanford được đăng tải lên Facebook với dòng chú thích The happy song makes me so happy, tạm dịch là bài hát happy làm cho tôi thấy vui quá. Và vào lúc 8 giờ 34 phút sáng cùng ngày, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo cáo một vụ tai nạn ô tô. Một sĩ quan cảnh sát nói rằng cô Stanford đã lái xe một mình khi đâm vào một chiếc xe tải lớn và nổ tung ngay sau đó. Cô này đang trên đường đến chỗ làm thì gặp tai nạn, và cảnh sát không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự say xỉn và dùng chất kích thích hay là chạy quá tốc độ. Vậy thì, dựa trên những gì mà cô ta đã đăng trên Facebook trước đó, người ta có thể dễ dàng đoán ra được rằng cô gái này đang không tập trung khi lái xe vì chỉ lo tự sướng. Tất nhiên, người lái xe tải không bị thương gì cả, còn cô gái này thì đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Mãi canh góc chụp, trượt chân ngã thiệt mạng. Vụ việc xảy ra ở lăng mộ Taj Mahal tại Ấn Độ. Đây là một tai nạn đáng tiếc chẳng ai mong muốn của một du khách Nhật Bản. Chỉ vì quá say mê canh góc chụp ảnh để chụp được bức tượng phía sau lưng, người đàn ông đã trượt chân ngã xuống cầu thang dẫn đến thiệt mạng. Có vẻ lùi một bước là trời cao đất rộng, nhưng trước khi lùi lại, hãy cố gắng nhìn ngó phía sau. Bieber tốt hút chết vì mãi mê chụp ảnh. Vào tháng 8 năm 2015, một người đàn ông 32 tuổi đã chết thảm ở lễ hội đua bò tốt tại thành phố Pamplona, Tây Ban Nha.
Anh David đã bị bò tót hút chết sau khi anh ta đi ra khỏi khu vực an toàn với chiếc điện thoại iPhone vì anh chàng muốn chụp ảnh với hai chú bò tót đang đấu nhau. Thế là sự đi quá giới hạn trên đã đưa anh ta về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Tối mạng vì vừa chụp ảnh vừa lái xe. Vào ngày 26 tháng 4, một người phụ nữ có tên là Connie đã không may qua đời khi gặp phải tai nạn xe ô tô tại tiểu bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ. Được biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do cô gái này bị phân tâm khi vừa nghe nhạc vừa lái xe. Và được biết, bức hình tự sướng của Connie được chụp ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra. Đúng là có nhạc bên cạnh ai chẳng phiêu, nhưng nếu vừa phiêu vừa lái xe thì hậu quả càng đét. Máy lau chụp ảnh bị rắn hổ mang cắn mà không biết. Một du khách ở Jodhpur, Tây Bắc Ấn Độ đã bị một con rắn hổ mang cắn trong khi đang chụp ảnh với nó. Chỉ vài phút sau, người đàn ông tội nghiệp đã mất dần ý thức và sau đó đã qua đời vì nọc độc của con rắn. Đây có vẻ là một bức ảnh để đời, nhưng có vẻ cái giá cho bức ảnh này là quá đắt. Hy sinh vì dám chơi đùa với lựu đạn. Đó là tai nạn của hai người lính đóng quân ở dải Ural thuộc Liên bang Nga và Kazakhstan. Họ đã dùng một quả lựu đạn để làm phụ kiện cho bức ảnh tự sướng thêm sinh động. Và hậu quả là, sau khi vừa bấm máy chụp xong, quả lựu đạn phát nổ dẫn đến cả hai cùng thiệt mạng. Chết thảm vì chụp ảnh tự sướng với súng cho nó ngầu. Trường hợp chết vì tự sướng với súng đã xảy ra với một người đàn ông 43 tuổi, sống tại một thị trấn ở bang Washington, Mỹ. Việc nhầm lẫn giữa nút bấm chụp ảnh ở điện thoại và cò súng đã khiến anh chàng chết tức tưởi. Điều tồi tệ hơn là sự việc này đã diễn ra ngay trước mắt bạn gái của anh ta. Rời xa trái đất chỉ vì vừa tự sướng vừa lái máy bay. Đối với những chiếc máy bay được điều khiển ở tầm cao, thường không bao giờ có chuyện phi công mở cửa sổ buồng lái để chụp ảnh. Tuy nhiên, với chiếc máy bay riêng nhãn hiệu Cessna 150 bay ở tầm thấp, một phi công liền tranh thủ tự sướng và hậu quả là anh ta chẳng bao giờ có cơ hội về với trái đất. Đánh đổi mạng sống chỉ để bắt được khoảnh khắc tia chớp trong ảnh. Vào tháng 7 năm 2015, một người đàn ông đã tử vong khi đang đi bộ trong vườn quốc gia Brecon Beacons tại xứ Wales ở Anh. Nguyên nhân bởi anh ta đã cố gắng chụp ảnh tự sướng với tia chớp bằng chiếc điện thoại của mình. Kết quả là cả người lẫn điện thoại đều bị sét đánh không trượt phát nào. Cô gái trẻ qua đời ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên. Vào buổi gặp mặt bạn trai lần đầu tiên tại Nam Phi, Jane Holloway không may đã bị rơi xuống vách đá khi đang lây hoay chụp ảnh tự sướng. Thi thể cô gái trẻ 21 tuổi đã được đội cứu hộ tìm thấy. Được biết đây là vụ tử vong đầu tiên do chụp ảnh tại Nam Phi. Chết vì nặng nặc muốn chụp ảnh với tàu hỏa. Với nỗ lực để bắt được khoảnh khắc đoàn tàu ở phía sau, Anna Ersu sống tại thành phố Lazi, Romania không may đã giẫm phải dòng điện 27.000 V và bị giật điện ngay tức khắc. Cô gái 18 tuổi đã không thoát khỏi bàn tay của tử thần. Cô chết không phải bởi cú sốc điện mà vì bỏng toàn thân nặng. Sau khi điểm qua những ca tự sướng nghiệt ngã, bạn cảm thấy ám ảnh với cái chết nào nhất? Hãy comment ngay bên dưới nha. Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!